Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo cũng như là cập nhật những hình ảnh cuộc sống Sài Gòn buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 25 tháng 10 năm 2024, và hôm nay là tối thứ 6 quý cô chú anh chị mình. Thì lượng người đổ về khu vực trung tâm Sài Gòn rất là đông. Em Hải muốn qua khu vực này quay gửi tới quý cô chú anh chị mình vào trong buổi tối ngày hôm nay nhé. À vâng, thì ở bên cứ xá tắc á, em phải thấy lượng người đổ về cực kỳ đông để ăn uống vui chơi những cái ngày cuối tuần như thế này. Hôm nay mới là tối thứ 6 thôi. Đây, tối thứ 7 và tối chủ nhật thì lượng người đổ về còn đông hơn nữa cơ. Thì bây giờ thì em Hải sẽ qua đấy để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình những cái thước phim náo nhiệt nhất tại Sài Gòn nhé. Dạ, quý cô chú anh chị mình có thể thấy từng đoàn du khách đang lên chiếc xe 45 chỗ khi ăn uống ở nhà hàng sang trọng như thế này ở số 188 Nguyễn Huệ. Từng đoàn khách đây là các bạn thấy là du khách của Hàn Quốc á. Dạo này thì những đoàn du khách của Hàn Quốc tới Việt Nam mình rất là đông nha. Cô chú anh chị mình thấy lượng người đang đổ về này, đa phần là tập trung vào khu vực ẩm thực đó. Nhìn thấy khung cảnh về đêm ở Sài Gòn náo nhiệt sôi động. Thực sự em Hải đi nhiều nơi rồi nhưng mà cũng không có chỗ nào mà náo nhiệt như ở Sài Gòn mình. Đây, khu vực này là khu vực trưng bày của nhãn hiệu Vedan. Vedan thì cô chú anh chị mình biết là có mì chính, nước mắm và một số loại gia vị khác. Thì ở đây thì đang tổ chức ngày hội nước mắm. Ở đây thì mày thấy là nước mắm thì ít và đa phần là toàn thấy là nó thôi. Này có người mẫu khá là xinh. Chú anh chị mình thấy này, ở khu vực này. Quay một chút tại khu vực nước mắm này, mình sẽ qua khu vực ẩm thực. Sẽ qua khu vực ẩm thực nhé. Dạ, ở bên đường Lê Lợi cũng đang tổ chức lễ hội ngày hội Việt Hàn đấy cơ. Lễ hội nước mắm này và các món ăn ngon từ nước mắm. Thì từ giờ tới Tết thì chắc là sẽ có rất là nhiều các sự kiện như thế này diễn ra. Thì quý cô chú anh chị mình cứ đón xem nhé. Và bên trong này thì nó sẽ có những cái chương trình ca nhạc đây. Vào bên trong này nhé. Và thì
mấy ngày cuối tuần thì Hải sẽ cố gắng cập nhật gửi hết tới cô chú anh chị mình về sôi động, cuộc sống sôi động về đêm tại Sài Gòn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. 1, 2, 3. Quý vị còn muốn nghe nữa không ạ? Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hello, 1, 2. Đấy, cứ chú chị mình thấy lượng người khá là đông. Ăn uống cho phép quay tới thổi dây nước đổ thì khi nước vào nó sẽ được cấp kêu. Trước khi mai mình tới biểu diễn tiếp tục trổi dây đến lúc thì chúng ta mình tới xin được cảm ơn quý vị và cảm ơn tổ công việc của mình đây đã mời mai mình tới đến được tham quan nhiều bạn ơi. Và sau đây mai mình tới xin được đến quý vị và các bạn nhà phẩm quốc gia đề gạch cửa lựa chọn và tiếp tục ngồi dây ống lúc xin mời quý vị và các bạn nhé. Thank you.
Yeah.
ra Bắc. Thì bây giờ thì mình sẽ qua khu vực chơi bóng của chú anh chị mình. Dạ, ở trên
chương trình của em là chị cứ ứng lên mặt và bấm chúng vào cái chữ màu vàng ở quần. Dạ nếu chị có tham gia chương trình xếp hàng với em nha. Dạ nãy giờ mọi người đã xếp hàng. Dạ vâng, cứ chơi chị mình. Ê, cũng như chị nghĩ quá nhẹ thằng họ vậy. Khá là xịn. Mình bấm chị quốc. Rồi. Cái chị may mắn là sao nha. Rồi bây giờ rồi cô bấm vào hình ảnh đi. Dạ trao thẳng cho cô một việc đầu tiên nha. Anh cho em hỗ trợ giúp em được không? Đấy là hôm qua ngày cái của một cái chị Long Việt đấy, giờ là gặp em nào làm được đó. Thì bây giờ một câu hỏi cho nó là nước mắm Phú Quốc Quốc Vị được sản xuất tại địa chỉ ở đâu? Ở đâu Phú Quốc? Đông Dương. Phường Dương Giang Phú Quốc thì nằm ngoài trên xe thẳng cho con một. Một lần nữa nha. Dạ rồi, nước mắm Phú Quốc Quốc Vị được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vị, địa chỉ là 283 Sở Chính, 15/4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ở Gia Vâng thì hôm nay em lại thấy mọi người thì có nhiều cái gian hàng hơn so với hôm trước nhé. Này thì có vẻ là có nhiều hơn. Ở đây bên này khu vực này có cả cái chỗ ăn uống bên này nữa nè. Hôm trước mình không có. Ở bên này là mấy xèo. Còn trống rất là nhiều gian hàng, không biết là ngày mai sẽ có. Đây còn khu vực bên gian hàng là gian hàng mì ký. Tại cho cha mười chọn đi, cho cha mười chọn đi, nhiều mẫu nhiều kiểu đẹp lắm. Ghé lại xem cha đi, cái này đẹp mua về xài. 30-50 đang xuất hàng cũng nhập về đó 30-50. Ta đi chào đi chơi đó để em coi cho đi chị ơi. Cái nào đẹp mua về xài 30-50. Anh cứ chú anh chị mình mời đến cửa đi dạo một vòng tại khu vực ngày hội nước mắm tại khu vực cư xá Tắc. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo một chút tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhá. Cái bán này thì nó gặp gành ghê. Hôm nay lượng người về đây cũng khá là đông, đông hơn xóm ở hôm rất là nhiều. Thank you.
nhé.
Thank you.
俊，还有。
Thank you.
Thank you.